Dạ vâng, em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368468386. Hôm nay thì em lên cho quý cô chú, anh chị mình một số mặt hàng như sau. Đầu tiên thì ở đây em có cái giáng hương tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận cô chú anh chị này. Và em đã trồng thuần vào những cái bảng như vậy cô chú anh chị nha. Trồng thuần vào những cái bảng, mỗi bảng như vậy thì khá là nhiều thân, 5-7 thân. Đó, cây cực kỳ là khỏe, dễ ra cực kỳ là nhiều rồi cô chú anh chị này. Đấy. Và hôm nay thì em chia sẻ với cô chú anh chị mình giá cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị nha. Giá cực kỳ là rẻ. Nói chung là giá nhà vườn mà xuất xỉ luôn á. Đây, hôm nay em bán là 80.000 cho một bảng. 80.000 cho một bảng tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận. Tiếp theo thì ở đây em có ký dòng đơn cam này cô chú anh chị. Đơn cam, nói chung đơn cam thì trong vườn em còn cỡ khoảng chục giò thôi, còn cỡ khoảng chục giò như thế này thôi cô chú anh chị nha. Nói chung là còn những cái giò thân nó cũng chuẩn bị thắt ngọn rồi, thân nó cũng chuẩn bị thắt ngọn hết rồi này cô chú anh chị này. Đó, ví dụ như là những cái thân này là thắt ngọn rồi này, những cái thân này là thắt ngọn rồi này. Đó, hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị mình là 100.000 cho một giò như vậy, 100.000 cho những cái giò đơn cam. Tiếp theo thì ở đây em có một cái cây sọc này. Cây sọc cô chú anh chị này, cô chú anh chị có thể thấy sọc rất là rõ rồi. Đó, sọc này sọc từ lá thứ tư, thứ năm. Một cây duy nhất thôi cô chú anh chị nha. Chậu này thì em hôm nay em chia sẻ của chú anh chị mình 200.000 cho cái chậu sọc. Tiếp đến, ở đây em có một cái combo gồm có một chậu nam cảnh trắng HO. Nam cảnh trắng HO này của chú anh chị này, thân cực kỳ là khỏe, rất là lực. Và một chậu nam cảnh trắng Phú Thọ. Phú Thọ thì cây cũng đang đi, đang đi rất là khỏe luôn. Đó, nhìn thân lá Phú Thọ với thân lá HO thì mình có thể dễ dàng nhận ra luôn. Đây, hôm nay em để rẻ cô chú anh chị mình hai chậu này là 200.000 nhá. Hai chậu này 200.000 cho cái combo này. Tiếp đến ở đây em có một cái chậu phi điệp, mà phi điệp thân nù lá nhựa lá gân. Phi điệp lá nù lá gân của Hà Tĩnh, hà này được đến phi 21. Phi 21 cô chú anh chị nhá. Nói chung là thân nó cực kỳ là khỏe. Cái dòng này, giống này thì vườn em đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Và cô chú anh chị mình có thể thấy lá rất là dày này, lá rất là dày, rất là cứng, lá gân gân rõ ràng luôn nha. Cây này hiện tại thì cao được cỡ khoảng 1m2 rồi. Cao cỡ khoảng 1m2 rồi. Đó, chưa có thắt ngọn, chưa có thắt ngọn nha. Cây này thì hôm nay em để cô chú anh chị mình 130.000 130.000 cho cái giò nù lá nhựa lá gân. Nói chung cây khá là cao cho nên là em phải cố định lại chứ không là nó đổ. Tiếp theo thì ở đây em có hai cái chậu kiếm tiên vũ hàng thân thủ lá ngắn. Lá ngắn lá to, cô chú anh chị mình có thể thấy nhìn thân, nhìn măng của nó, nhìn bẹ của nó. Ui giời, em ốc ơi. Đây. Đó. Lá này, lá rất là to. Kể cả cây con, lá của nó rất là to nha. Hàng thân thủ, lá ngắn, cô chú anh chị này. Có thể thấy hai chậu này hôm nay để cô chú anh chị mình là 100.000 cho hai chậu kiếm tiên vũ nha. Tiếp đến là vị hoàng này. Vị hoàng còn hai chậu duy nhất cô chú anh chị này. Một thân một măng, một thân một măng nha. Hôm nay để cô chú anh chị mình cái chậu vị hoàng số 1 là 130.000 em bao cước cô chú anh chị này. Chậu số 2 cũng 130.000 bao cước luôn cho cái chậu số 2. Đó, chậu vị hoàng số 2. Tiếp theo, ở đây em có hai cái bó sắc. Hai cái bó sắc Bình Thuận, một bó tam bảo sắc 100.000 này. 100.000 cho cái hai bó sắc và một bó tam bảo sắc nha. Tiếp đến lũa này. Lũa hôm nay có 5 6 đơn lũa tất cả cô chú anh chị này. Đơn đầu tiên, đơn số 1 hai cái trụ. Về mình có thể để đứng hoặc là bỏ vào chậu 40-45 nha. Đó, hai cái này là 170.000 cho hai cục lũa số 1. Cục lũa số 2, đơn lũa số 2 có 5 cục tất cả. 150.000 cho mã lũa số 2, 150.000 đều là lũa căm xe. Mã lũa số 3 cũng có 5 cục rất là đẹp. 150.000 cho mã lũa số 3. Mã lũa số 4 này, ở đây cũng có 5 cục tất cả. Cao được cỡ khoảng 50-60 nha.
Mã này cũng 150.000 cho mã lô số 4. Mã lô số 5 có 2, 4, 6, 7 cục này. 7 cục. Đó, cho mã lô số 5. 150.000 mã lô số 5. Mã lô số 6 cũng có 7 cục cô chú anh chị mình này, 7 cục này. Vừa có thể bỏ chậu vừa có thể trao được luôn này. Mã này là 150.000 luôn cho mã lô số 6. Rồi, ok, đây là tất cả những cái mặt hàng hôm nay của nhà em ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.